Thưa quý vị và các bạn, không chỉ làm kinh tế gia đình giỏi, nhiều nữ cán bộ thôn buôn trên địa bàn huyện Krông Anna còn làm tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị Hờ Nó Hờ Đức, sinh năm 1970, buôn cốp, xã Drei Sáp, tham gia công tác xã hội buôn từ năm 2005 đến nay. Chị có 10 năm làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ của buôn, hơn 5 năm làm trưởng buôn. Dù hoàn cảnh chị khó khăn, chồng mất khi chị ở tuổi 24. Một mình phải nuôi 4 con nhỏ, nhưng chị đã vực dậy và cố gắng phát triển kinh tế gia đình, tạo thu nhập ổn định và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Không chỉ dừng lại phát triển kinh tế gia đình mình, ngoài những cuộc họp sinh hoạt buôn, chị còn đến từng hộ dân vận động phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn kinh nghiệm, chia sẻ cách làm ăn với bà con nhân dân trong buôn. Nhờ sự quan tâm sâu sát, nhiều hộ dân trong buôn đã biết phát huy lợi thế và tiềm năng của buôn, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thu nhập bình quân của người dân trong buôn năm sau luôn cao hơn năm trước, toàn buôn chỉ còn 8 hộ nghèo. Nhiều cái tuyên truyền lồng ghép, ví dụ mình đi làm là gặp chị em, mình tuyên truyền cho chị em phụ nữ từ cái cách làm việc, rồi đến cái sinh hoạt của buôn. Ví dụ những cái ngày người ta mà khuyến nông vào là tập huấn cho buôn làng, thế là mình ngồi mình nghe, rồi cũng rủ một số chị em ngồi nghe để mà học tập, xong rồi mình có được cái kiến thức, kỹ thuật làm trồng cà phê, rồi là tiêu, rồi là chăn nuôi. Thế là mình học từ đó, xong rồi tuyên truyền cho chị em buôn này bây giờ là nuôi heo này, rồi là chăm sóc cà phê, tiêu các thứ, rồi nuôi gà. Nói chung cuộc sống của chị em ngày một vững lên. Không chỉ đảm nhiệm vai trò của một trưởng buôn, chị Hờ Nó còn làm tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm, tham gia tổ tự quản an ninh trật tự. Vào mỗi buổi tối, chị cùng với các thành viên trong tổ đi tuần để nắm bắt tình hình an ninh trật tự của buôn, tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự xã hội ở buôn được ổn định, không còn thanh niên tụ tập rú ga, đua xe, lạng lách vào giờ cao điểm. Thì trong cái hoạt động trong những năm qua thì với cái cương vị là đảng viên, là người hội đồng nhân dân, đặc biệt là người buôn trưởng, thì chị rất trách nhiệm, nêu cao cái vai trò người đảng viên, rồi trách nhiệm với cộng đồng buôn làng, là cái cánh tay nối dài của ủy ban nhân xã, thì thực hiện đúng cái nguyên tắc vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi điều hành của nhà nước đối với ủy ban nhân dân, và đặc biệt là có tiếng nói trọng lượng với lại người dân trong buôn làng, và định hướng cho bà con phát triển kinh tế, rồi văn hóa xã hội, và đặc biệt là giữ gìn cái bản sắc văn hóa của người đồng bào ở đây tại chỗ trên địa bàn buôn. Thì nhìn chung là trong những năm qua thì chị Hờ Nó là một trong những người nữ đảng viên và là buôn trưởng đầu tiên của xã Rà Đê Sáp, và cũng là một trong những người là hoàn thành tương đối tốt cái nhiệm vụ hàng năm trong những năm qua. Cũng là một cán bộ buôn gương mẫu, chị Hờ Nanh Buôn Giá, 35 tuổi, trưởng buôn Ena, xã Ena, tham gia công tác xã hội từ khi còn là thanh niên. Hiện nay, bản thân chị đương nhiệm, kiêm nhiệm nhiều mặt công tác tại buôn, như trưởng ban công tác mặt trận, phó bí thư buôn, trưởng buôn, cộng tác viên y tế dân số, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm. Không phụ niềm tin của người dân, chị đã thu xếp chu toàn công việc gia đình và tổ chức tốt các hoạt động của buôn. Hiểu được các phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, chị Hờ Nanh luôn xác định việc xây dựng mối đại đoàn kết gắn bó trong buôn là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, chị luôn sát sao gần gũi với mỗi gia đình, tìm hiểu tâm tư hoàn cảnh, động viên chia sẻ khó khăn cùng bà con. Bên cạnh đó, chị đã vận động đồng bào có nhu cầu vay vốn tham gia vào tổ, hướng dẫn làm hồ sơ, nhập đơn vay vốn của tổ viên, phối hợp cùng với hội đoàn thể. Ban tự quản buôn bình xét đối tượng vay vốn đúng theo quy định một cách công khai, dân chủ. Khi qua ngân hàng giải ngân, chị đôn đốc tổ viên sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Nhờ đó, bà con dần thay đổi nếp nghĩ cách làm cũ, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh tế các hộ trong buôn ngày càng phát triển, đời sống được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Đến nay, buôn còn 38 hộ nghèo và 80 hộ cận nghèo. Kinh tế trong buôn phát triển, đời sống tinh thần của người dân trong buôn từng bước đi lên. Từ thời thanh niên thì tôi đã tham gia nhiệt tình, tâm huyết tích cực trong công tác xã hội tại thôn buôn. Vì tôi luôn nghĩ khi mình tiếp cận và hiểu được những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước thì tôi sẽ truyền tải và tuyên truyền đến với bà con nhân dân hiểu và chấp hành, đặc biệt là tích cực tuyên truyền bà con phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong sản xuất để cải thiện cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân. Bởi đồng chí Hân Ánh, với cái năng lực của đồng chí cũng như là trách nhiệm của đồng chí rất là cao, thì qua các cái công việc mà đồng chí làm ấy thì rất là hiệu quả và cũng là nhiệt tình, có trách nhiệm, có năng lực, có trình độ. Thì trình độ thì qua cái văn bằng thì đồng chí đã có rồi đấy. Thì đến nay thì qua nhiều cái chức vụ đồng chí đã làm thì hiệu quả rất là cao. Và đến nay thì làm cái công tác trưởng buôn của buôn Đại Ná thì quá thời gian rất là ngắn, nhưng mà từng thể hiện được cái tinh thần và trách nhiệm và cũng nghĩ là hiệu quả của đồng chí. Với những nỗ lực phấn đấu cùng sự nhiệt tình công tác của chị Hờ Nó Hờ Đức, trưởng buôn Cốp xã Đờ Rê Sáp, và chị Hờ Nanh Buôn Giá, trưởng buôn Ena xã Ena, luôn được các cấp lãnh đạo địa phương đánh giá cao và khen ngợi vì đã có thành tích ở các lĩnh vực, luôn được nhân dân tin tưởng, quý mến,